Đây bây giờ này, sau khi tôi vẽ xong thì bây giờ tôi sẽ muốn đặt hiệu ứng trigger. Có nghĩa là khi tôi nhấn vào cái tim này thì cái chữ tim này nó sẽ chạy xuống dưới cái quả tim. Nhấn vào bộ xương, nếu đúng thì bộ xương sẽ chạy vào cái bộ xương này. Hoặc là ngược lại, nhấn vào quả tim, chữ tim này chạy lên. Nhấn vào bộ xương chạy lên. Thì cách nào cũng được. Tuy nhiên là với việc mà chọn cái chữ này này, khi làm nó sẽ dễ hơn. Thì bây giờ tôi sẽ chọn đầu tiên là đặt hiệu ứng quỹ đạo. Tôi chọn tim này. Vào More Motion Path này. Chọn cái đường chạy, đây là tùy chúng ta. Tôi chọn cái đơn giản là Up này. Ok. Sau đó tôi chỉnh làm sao đấy cho nó nằm, làm sao cho nó cân đối hài hòa ở cái vị trí này. Đấy. Cân đối với quả tim. Như vậy là tôi đã đặt xong cái hiệu ứng chuyển động quỹ đạo. Thế bây giờ để điều khiển này thì tôi sẽ nhấn chọn cái hiệu ứng bên phải đây. Tôi nhấn chọn hiệu ứng. Nhấn phải chuột. Chọn timing. Tại phần trigger tôi tích vào trigger. Sau đó tích vào Start Effect on Click Off. Ở đây nó báo là khi mà nhấn vào cái chữ hãy chọn tên gọi này thì cái tim này sẽ chạy. Thì bây giờ tôi sẽ chọn này. Tôi vào đây tôi chọn này. Cái 3D Modern 234 này chính là các cái ảnh này này. Thì chúng ta phải, nếu mà sử dụng quả tim này thì các thầy cô phải nhớ thứ tự chúng ta chèn vào, cái nào trước, cái nào sau. Thì ta chọn cho nó đúng. Còn như ở đây này, chúng ta có cái 5678 này vân vân này. Thì 5678 này chính là bốn cái nút đấy, tôi vẽ đấy. Thì ví dụ như bây giờ tôi muốn là nhấn vào cái quả tim thì nó chạy, thì tôi chọn Modern 2, tôi nhớ tôi vẽ quả tim đầu tiên mà. Chọn OK. Đấy, thì bây giờ trình chiếu lên xem thử cái đã. Đây bây giờ này. Như vậy là cái hai đấy không phải quả tim, mà cái hai đấy là cái hoa hướng dương này các cô này. Đúng không? Đấy, thế là không phải. Thế là cái quả tim này không phải là 2. Thì bây giờ tôi sẽ vào tôi sửa lại. Sửa lại cái trigger vì nhầm mà. Thì bây giờ chọn trigger 3. Ok. Xem đúng không? Đây đúng rồi. Đây bây giờ nhấn vào quả tim này. Thì tim sẽ chạy lên. Đấy. Kỹ thuật trigger. Tiếp tục. Đến bộ xương. Tôi lại vào tôi chọn hiệu ứng More Motion Path. OK, tôi kéo cái này sang phía bên dưới bộ xương này. Đấy, rồi. Tiếp theo này các thầy cô chú ý là những cái nào trigger ấy, thì nó sẽ nằm ở trong trigger 3D này, đấy, nằm dưới cái chữ trigger. Còn hiệu ứng nào chưa có trigger nó nằm trên cùng này, nằm một mình, nó không nằm trong trigger nào hết. Thì bây giờ tôi lại chọn cái hiệu ứng trên cùng, chọn tham minh này. Lại vào trigger. Bây giờ bộ xương thì tôi nhớ nó là Modern 4 này. Thì tôi chọn 3D Modern 4 này. Ok. Đấy. Đấy, lại trình chiếu thử. Cô nào nhầm thì chúng ta làm xong một cái chúng ta thử luôn. Đấy, đây đưa đến bộ xương đúng rồi này. Nhấn này. Nhấn bộ xương này. Chạy đến. Đấy. Nhấn tim này. Đấy. Tiếp tục hướng dương. Tôi lại tương tự chọn More Motion Path. Lại chọn hiệu ứng. Up. Ok. Chỉnh sang bên này. Đấy. Sau đó lại nhấn phải chuột vào cái hiệu ứng trên cùng. Chọn timing. À, trong trường hợp mà chúng ta chọn trigger và bây giờ không muốn nhấn vào ảnh mà muốn nhấn vào chữ chẳng hạn. Thì tôi lấy ví dụ chữ hướng dương ấy. Muốn nhấn vào chính chữ hướng dương thì ta chọn cái chữ ở dưới. Cũng được, đây tôi thử chọn chữ các cô xem nhé. Đấy. Bây giờ thử này. Trình chiếu. Đấy, nhấn hướng dương này, hướng dương nó chạy. Đấy. Riêng bộ xương này thì nhấn vào bộ xương không được mà phải nhấn vào cái ảnh này. Đấy, tim này cũng thế, bởi vì nút điều khiển của cái tim và xương là hai ảnh. Còn cái hướng dương này là tôi chọn cái này. Còn ví dụ như con cá này là đáp án sai chẳng hạn thì các thầy cô có thể chèn nó vào. Ví dụ như là các cô có thể cho hiệu ứng biến mất. Nhấn vào là biến mất. Tuy nhiên nếu biến mất thì học sinh đầu tiên sai thì các học sinh khác là sẽ dễ hơn. Nên thông thường là chúng ta sẽ không chèn hiệu ứng biến mất vào đây. Mà lát nữa chúng ta sẽ chèn âm thanh. À, đúng thì chèn âm thanh là tiếng vỗ tay. Sai là chèn cái nhạc hiệu thua cuộc. Thì lát nữa chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái bước tiếp theo.
Sau khi mà chúng ta đã đặt xong hiệu ứng trigger hoặc là trong quá trình chúng ta soạn bài giảng ấy, thì những cái hiệu ứng như thế này này, nếu như chúng ta muốn chèn âm thanh vào để khi mà nó chạy hoặc là đối với cái phần trigger này nếu làm đúng ấy, thì nó sẽ có tiếng vỗ tay chẳng hạn, hoặc là cái lời động viên. Nếu sai thì có thể nhạc hiệu thua cuộc hoặc là nhắc học sinh là sai rồi, thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ở cái phần hiệu ứng, chúng ta nhìn bên phần hiệu ứng này này. Trước hết là chúng ta cần phải biết là hiệu ứng nào là đúng là sai. Ví dụ ở đây là với cái bài tập này thì cả ba cái hiệu ứng này đều là đúng, vì tôi chưa làm cái hiệu ứng của con cá. Hiệu ứng con cá là sai, ta sẽ làm sau. Thì với ba cái hiệu ứng này này, một này, đây này, hiệu ứng trigger này này, các cô này, đấy, ba hiệu ứng này bây giờ chúng ta nó đều đúng cả, tức là học sinh nhấn vào là nó chạy đúng về vị trí, thì kèm theo đấy có thể tiếng vỗ tay. Thì chúng ta sẽ làm như thế này này, chúng ta có thể nhấp đúc chuột vào cái hiệu ứng hoặc nhấn phải chuột giống như chọn tham minh, nhưng phía trên nút tham minh ấy thì nó có nút effect option này này, đấy, effect option này đấy, nhấp đúc vào cũng được nhé, và chọn ở đây cũng được, nhấn vào chọn này cũng được, hoặc không thì chúng ta nhấp đúc vào nó cũng ra này đấy. Thì tại đây các thầy cô sẽ nhìn thấy ở phía dưới có phần sao này này. Đấy, nó báo nâu sao, tức là không có âm thanh. Thì tại phần này chúng ta nhấn chuột vào mũi tên ấy, thì chúng ta thấy ở đây có cái chữ applause này này. Applause này là tiếng vỗ tay. Nên nếu như chúng ta muốn động viên bằng tiếng vỗ tay thì ta có thể chọn ngay cái nút này. Còn nếu như chúng ta thu âm ở bên ngoài ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái dòng ở dưới cùng này, kéo thanh trượt xuống dưới cùng, chọn cái other sound này này. Đấy. Cho nên là sao rồi tìm đến âm thanh chèn vào. Điều kiện âm thanh ở đây muốn chèn vào được ấy, thì đuôi của nó, cái đuôi này, cái định dạng của âm thanh phải là đuôi quay WAV này này, chứ còn đuôi MP3 cũng không chèn vào được đâu nhé. Đấy, ví dụ đây là cái tiếng vỗ tay của tôi có này này, là đuôi quay này, tôi chèn vào. Thực ra nếu lấy vỗ tay này với tiếng vỗ tay kia thì lấy tiếng vỗ tay kia cũng được, không cần thiết phải chèn đây. Đây tôi chọn này, OK này, đấy, tiếng vỗ tay này. Hoặc là cái tiếng vỗ tay ở đây này, các tiếng bom này cũng thế này. Đấy, tùy theo. Thì ở đây tôi sẽ chọn cái tiếng vỗ tay này. Upload này cũng được này. OK này. Đấy. Tiếp tục này. Cái hiệu ứng thứ hai tôi cũng làm tương tự, nhấp đúc vào này. Tại sao này, chọn khi chèn ở ngoài vào rồi ấy, thì nó sẽ có luôn ở đây này. Lần sau nếu chèn ở ngoài rồi thì lần sau không cần phải vào other sound đâu. Ở đây nó có luôn cái âm thanh lúc nãy tôi chèn vào đây. Đấy. OK. Tiếp tục. Hiệu ứng thứ ba này. Cái này vẫn là đúng mà, thì cái vỗ tay này. OK này. Đấy. Riêng cái con cá này là sai, thì tôi sẽ đặt hiệu ứng ngôi sao của, tôi chọn ngôi sao ở đây không biến mất mà tôi sẽ cho động đậy, tức là ngôi sao màu vàng nhé các thầy cô ạ. Để học sinh khác nếu không để ý, không tập trung ấy, thì lên có thể vẫn chọn nhầm vào con cá. Thì ở đây tôi chọn cái ngôi sao màu vàng này, nó có thể hiệu ứng boost này này, đấy là nó nháy này. Đấy, nó nháy. Thế thì cái hiệu ứng này ấy, thì chúng ta cũng tạo trigger bình thường, được chưa? Cái con cá này này, chúng ta lại nhấn phải chuột, chọn tham minh, chúng ta trigger vào chính con cá đấy chẳng hạn, ví dụ cái vào chính cái nút đấy. OK này. Sau đó cuối cùng thì ta sẽ nhấp đúp vào, ta chọn cái phần nâu sao này, ta chọn là gì ạ? Other sao. Các cô chọn đến cái thư mục minh họa tập huấn ấy, trong music tôi có một cái file tôi ghi là nhạc hiệu thua cuộc này. Đấy, nhấn OK. Rồi bây giờ tôi sẽ trình chiếu chúng ta cùng xem. Đấy, sau khi hoàn tất này, trình chiếu. Đây, chọn này, nhấn này, đấy. Cái này nhấn xương này nó chạy lên này, đấy, đúng không? Đúng không? Hướng xương này đấy, tôi chọn là hướng dương, chứ còn trong một bài thì ta không chọn như thế đâu nhé. Trong một bài nếu chọn hình là chọn hết, muốn chọn chữ là chọn hết, chứ không phải là vừa hình vừa chữ này, làm dối học sinh không được. Còn nếu mà chọn cá thì nó thế này, đấy, đấy, ví dụ thế. Thì như vậy là chúng ta đã làm xong cái kỹ thuật trigger, chúng ta tạo hiệu ứng, tạo kỹ thuật trigger và chèn được cả âm thanh vào nữa. Và cái này thì vận dụng luôn để làm bài tập, các bài tập trắc nghiệm cũng được này, tạo các cái trò chơi. Trong cái phần trò chơi chúng ta có thể tạo các cách như thế này, thì chúng ta sẽ
thực hiện cái kỹ thuật này làm sao cho nó thành thạo.